Gặp lại Huỳnh Anh sau một năm chia tay, Hoàng Oanh, tình yêu nó đâu lâu lắm. Đến nay, những thông tin liên quan đến chuyện tình cảm của MC Hoàng Oanh và Huỳnh Anh vẫn gây sự chú ý của khán giả. Huỳnh Anh và Hoàng Oanh là cặp đôi từng khiến đông đảo khán giả hâm mộ và yêu thích bởi chuyện tình ngọt ngào của họ. Vào những ngày đầu tháng 6 2017, cả hai đã chính thức đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng, thậm chí là nhiều người tỏ ra hụt hẫng vì sự tan vỡ của một chuyện tình đẹp. Sau gần một năm chia tay, Huỳnh Anh vừa cho hay anh đang tìm hiểu một cô gái người Bỉ. Còn về phía Hoàng Oanh, cô vẫn chưa chia sẻ một mối tình nào. Mới đây cô vừa bất ngờ hé lộ lý do tại sao mình chưa có người yêu. Người đẹp viết, tình yêu nó đau lâu lắm nên vẫn chưa bao giờ dám bắt đầu yêu lần nữa. Có lẽ cô vẫn chưa thể nào quên được những ngày hạnh phúc của chuyện tình 3 năm vừa qua. Vừa qua khi Huỳnh Anh bức xúc bị mang tiếng là người phụ tình, Hoàng Oanh đã lên tiếng bênh vực người yêu cũ một cách chân thành và ngọt ngào. Theo đó, cô đã chia sẻ ảnh cả hai vừa đi quay chung trong một chương trình nói về các cảnh đẹp ở Việt Nam và nhắn nhủ. Bạn một quãng đời của mình, bạn ấy luôn là người chung thủy, sống bản năng và tình cảm. Bạn sống không toan tính và luôn tốt với mọi người xung quanh, tổn thương đủ rồi, mong đừng ai hiểu lầm nữa. Hoàng Oanh dùng khá nhiều lời khen ngợi khi nói về bạn trai cũ của mình. Cả hai đã có dịp cùng nhau đi quay chung một chương trình và chụp ảnh cùng nhau. Khoảnh khắc này đã làm cho người hâm mộ có dịp rừng rừng. Sau chia tay, Hoàng Oanh vẫn là cô gái chiếm nhiều diện tích nhất trên trang cá nhân của Huỳnh Anh. Cũng giống như Huỳnh Anh, Á Hậu vẫn giữ lại hình ảnh chung của mình và nam diễn viên. Dù đã gần một năm kể từ lúc cặp đôi này chia tay, nhưng trong nhiều bài viết, người hâm mộ vẫn thể hiện sự tiếc nuối và luôn mong họ sẽ quay về với nhau. Loạt sau việc gây thất vọng với ngoại hình xuống sắc quá thảm, nhìn búp bê thanh thảo mà cạn lời. Qua thời gian, nhiều sau việc còn khiến khán giả không thể nhận ra vì nhan sắc thay đổi rõ rệt. Johnny Chí Nguyễn mới đây xuất hiện với vẻ ngoài như ông chú già, cùng bộ râu xồm xoàm, ánh mắt mệt mỏi. Gần một năm trước, tài tử vẫn rất phong độ khi xuất hiện tại một sự kiện quảng bá phim. Ở tuổi 44 sau hơn 10 năm gia nhập showbiz, Johnny Chí Nguyễn đã thay đổi nhan sắc rõ rệt. Johnny Chí Nguyễn lúc mới về Việt Nam lập nghiệp phong độ ngời ngời như thế này. Lý Nhã Kỳ cũng là sau nữ có sự thay đổi nhan sắc liên tục, phong cách thời trang thất thường. Hồi mới vào nghề, gương mặt bầu bĩnh và làn da ngăm đen khiến cô nhạt nhòa trong dàn mỹ nhân Việt lúc bấy giờ. Sau một thời gian hoạt động showbiz, nhan sắc Lý Nhã Kỳ lên hương rất nhiều, không ít lần cô dính tin đồn dao kéo vì chiếc cằm nhọn hay mí mắt khác trước đây. Mới đây nhất, Lý Nhã Kỳ lại gây chú ý khi khoe ảnh mặt mộc, gương mặt nhỏ hơn, mí mắt trông như đang sưng và đôi mắt to hơn, khiến cô lại lần nữa dính tin đồn dao kéo. Biên tập viên Quang Minh được nhiều khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài đỉnh đạt và giọng nói trầm ấm. Từ năm 2015 đến nay, người đàn ông thời sự gây tiếc nuối lớn cho người hâm mộ vì vẻ ngoài xuống sắc, anh không chỉ tăng cân mà còn có nhiều tóc bạc. Nhiều khán giả từng cho biết họ chỉ nhận ra biên tập viên Quang Minh ngày nào nhờ đôi mắt tinh anh và phong thái đỉnh đạt của anh. Chớm 40 tuổi mà vẻ ngoài của biên tập viên ngày càng già nua trông thấy. Lần trở về Việt Nam năm 2015, nữ ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh đã gây bất ngờ lớn cho khán giả bởi diện mạo thay đổi khác hẳn vẻ thanh tao trẻ trung trước đây. Nhiều người không thể nhận ra đây từng là một giai nhân làng nhạc bởi nữ danh ca tăng cân trông thấy, gương mặt tròn trịa hơn nhiều. Tuy nhiên, nụ cười và ánh mắt xinh đẹp của chị vẫn còn giữ nguyên. Đứng trước những lời chê bai nhan sắc của dư luận, Như Quỳnh cho biết cô đã khóc rất nhiều. Phạm Thanh Thảo là nữ ca sĩ gắn liền với những bài hát đời đầu 8X. Nữ ca sĩ theo chồng sang Mỹ định cư và gần như mất tích trong làng giải trí Việt. Phạm Thanh Thảo hiện đã là bà mẹ của hai cậu con trai khấu khỉnh. Cô dành toàn tâm để chăm sóc gia đình. Sau khi sinh con, nữ ca sĩ dường như mất kiểm soát về cân nặng và mũm mĩm trông thấy. Người hâm mộ bất ngờ và tiếc nuối vẻ đẹp thuở xuân thì của cô. Thế nhưng, Thanh Thảo không bận tâm đến sự chú ý quá lớn của dư luận về nhan sắc. Cô cho rằng mình không phải tiên trên trời nên không thể đẹp hoài được. Hé lộ giới tính đứa con thứ hai sắp chào đời của vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển. Gia đình Khánh Thi Phan Hiển làm đại sứ chạy vì cộng đồng gây quỹ từ thiện của một hệ thống giáo dục. Cuối tuần qua, gia đình Khánh Thi Phan Hiển và con trai 3 tuổi làm đại sứ cho chương trình gây quỹ từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây cũng là một sự kiện gây quỹ từ thiện xây trường học ở trường xa xôi hẻo lánh
để các em nhỏ ở đây có cơ hội được đến trường. Gia đình Khánh Thi Phan Hiển làm đại sứ chạy vì cộng đồng gây quỹ từ thiện của một hệ thống giáo dục. Dù đang mang bầu tháng thứ 6 vẫn rất năng động, cùng ông xã 9X và con trai tham gia cổ vũ tinh thần cho mọi người tham gia. Không kém cạnh ba mẹ, cậu nhóc 3 tuổi Kobe cũng hăng hái tham gia các hoạt động ngoài trời. Nhóc tỳ 3 tuổi chuẩn bị lên chức anh hai nên rất chững chạc. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Khánh Thi đang mang bầu con gái ở lần mang thai thứ 2. Thừa hưởng năng khiếu của ba mẹ, cậu nhóc học rất nhanh các động tác nhảy cổ động để cổ vũ mọi người. Ông bố Phan Hiển còn hôn cậu con trai đáng yêu trong buổi chạy bộ. Tham gia sự kiện còn có các tuyển thủ U23 Việt Nam như Hà Đức Chinh, tiền vệ Bùi Tiến Dũng, Hoa hậu Hương Giang và ca sĩ Anh Bằng. Sự kiện còn có cả ca sĩ Văn Mai Hương. Chồng kém 18 tuổi bật khóc vì muốn có con với Cát Phượng. Khát khao làm cha của Kiều Minh Tuấn đã khiến các nghệ sĩ không kìm được nước mắt. Sau mùa 1 nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả, show truyền hình Là Vợ Phải Thế mùa 2 sẽ chính thức quay trở lại vào tuần này với sự góp mặt của hai cặp đôi lệch tuổi đình đám, Cát Phượng Kiều Minh Tuấn và Lê Phương Trung Kiên. Tại đây, hai cặp vợ chồng nổi tiếng đã hé lộ nhiều điều thú vị trong cuộc sống hôn nhân và cả những câu chuyện đầy cảm động vì những khó khăn trong quãng đường tìm đến quả ngọt của cuộc tình, khiến cả trường quay rơi nước mắt. Kiều Minh Tuấn nghẹn ngào khi nói về khát khao làm cha. Đặc biệt, tâm sự về khát khao làm cha của Kiều Minh Tuấn làm ai nấy đều xúc động nghẹn ngào. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã trải qua mối tình 10 năm với biết bao sóng gió. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn, chính thức là vợ là chồng dù chưa tổ chức đám cưới. Đến với chương trình này mới biết được rằng sự chênh lệch tuổi của cả hai chưa từng gây khó khăn, nhưng khao khát được một lần làm cha của Kiều Minh Tuấn luôn là nỗi niềm trăn trở của hai người. Kiều Minh Tuấn đã bật khóc trước mong muốn tưởng chừng dễ dàng với bao người, nhưng lại là một trở ngại lớn của hai diễn viên. Anh chấp nhận thực tại khi nhận ra nuôi dưỡng và dạy dỗ một đứa trẻ nên người không phải là một chuyện dễ dàng, nên cả hai sẽ toàn tâm toàn ý lo cho con trai Cát Phượng một cách đầy đủ nhất. MC Việt Hương và Harry Won đã không kìm được nước mắt trước chia sẻ của nam diễn viên. Hiện Cát Phượng Kiều Minh Tuấn đã đăng ký kết hôn và chung sống cùng cả con trai riêng của nữ diễn viên. Cả hai đã trải qua 10 năm bên nhau. Đồng thời tại chương trình, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã có dịp kể với khán giả mối tình cách xa nhau đến tận 18 tuổi. Lý do nữ diễn viên sinh năm 1970, siêu lòng trước năm 9 em chưa 18 cũng được hé lộ. Bên cạnh Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng, Lê Phương Trung Kiên cũng có nhiều bật mí thú vị về chuyện tình cảm của mình. Cũng như Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng, Lê Phương và Trung Kiên từng hứng chịu áp lực dư luận nặng nề với cuộc tình lệch tuổi và nữ diễn viên đã qua một lần đò. Nhưng phía sau Lê Phương đã có bờ vai vững chắc của Trung Kiên khi anh nguyện đứng ra bảo vệ cô và chứng minh cho mọi người thấy Lê Phương chọn mình là đúng đắn. Việt Hương, Đại Nghĩa và Harry Won dẫn chương trình này. Đây là lần đầu Harry Won góp mặt tại Là Vợ Phải Thế với vai trò MC. Khi nghe nguyên tắc của Lê Phương Trung Kiên về việc cãi nhau là vẫn phải ngồi cạnh nhau, Harry Won cũng bật mí, cô và ông xã Trấn Thành thường xuyên cãi vã. Vợ chồng cô cũng áp đặt luật không được ai bước ra khỏi nhà để cả hai có thể giải quyết dễ dàng với nhau sau mỗi cuộc tranh luận. Là Vợ Phải Thế mùa 2 tập 1 lên sóng lúc 21:30 thứ ba, 10 tháng 4 trên kênh HTV7. Chưa đầy nửa năm 2018, sau việc liên tiếp gặp vận xui. Võ Hoàng Yến, mới đây Võ Hoàng Yến bất ngờ thông báo đang bị đe dọa và xuống tinh thần một cách trầm trọng. Mặc dù đã đến trình báo công an, nhưng kẻ này vẫn tiếp tục gửi tin nhắn đe dọa nữ siêu mẫu, khiến cô không tài nào chợp mắt được trong những ngày qua. Cô liên tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ lúc nửa đêm. Việc này đã làm ảnh hưởng trầm trọng đến tinh thần của chân dài sinh năm 1988. Võ Hoàng Yến bị suy nhược cơ thể khi bị đe dọa. Người đẹp cũng đã đến trình báo công an về sự việc trên. Harry Lu, sau tai nạn nghiêm trọng vào đầu năm 2017, Harry Lu tiếp tục bị thương khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo đó, nam diễn viên gốc Đài Loan bị trượt chân trong lúc quay phim. Do việc di chuyển khó khăn nên anh phải chống nạn. Dù còn khá đau, Mỹ Nam 9X vẫn cố gắng hoàn thành lịch trình công việc của mình. Hoa hậu Hennie, mới đây Hoa hậu Hennie phải nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm.
hình ảnh tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nằm trên giường bệnh với thân hình gầy gò xanh xao khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang. Dù vẫn còn khá mệt, người đẹp gốc ED vẫn cố gắng đến tham gia buổi tiệc tri ân sau khi đăng quang Miss Universe 2017. Hình ảnh Will bất ngờ nhập viện cấp cứu khi đang trên phim trường khiến fan không khỏi hoang mang và lo lắng cho sức khỏe của thần tượng. Trước đó, nam ca sĩ từng đăng tải những hình ảnh bày tỏ sự mệt mỏi, thèm ăn. Gương mặt lộ rõ sự hốc hác với khối lượng công việc dày đặc. Có thể vì suy nhược nên tình trạng sức khỏe của cựu thành viên nhóm 365 chuyển biến xấu. Ninh Dương Lan Ngọc, dù chưa đến mức phải nhập viện, Ninh Dương Lan Ngọc nên giữ gìn sức khỏe khi người đẹp được chẩn đoán bị viêm loét trực tràng. Ninh Dương Lan Ngọc phải tạm biệt các bạn nhậu vì viêm loét trực tràng. Em, sau scandal tình ái với Trường Giang, nam em bất ngờ nhập viện khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Do bản thân không chịu được áp lực của dư luận nên Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long đã phải chuyển nước biển để khỏe hơn. Ngô Thanh Vân khiến người hâm mộ lo sốt vó khi gặp tai nạn nứt xương trên phim trường. Theo thông tin từ phía công ty của nữ diễn viên, cô bị ngã dẫn đến chấn thương xương đầu gối khi ghi hình một pha mạo hiểm cho dự án phim hành động Hai Phượng.